tiên thì cho phép con gái thay mặt cho con gái của em gửi lời chúc sức khỏe tới toàn thể ông bà bố mẹ. Chúc ông bà bố mẹ có một ngày mới thật là vui vẻ, ấm áp và tràn ngập niềm vui. Và ngày hôm nay bố mẹ có những ca trị liệu tại phòng máy đang hiệu quả cao nhất, đúng không ạ? Vâng, con gái trân trọng và chúc ông bà bố mẹ ạ. Dạ vâng, bố mẹ ơi, 3 ngày vừa rồi thì bố mẹ được trải nghiệm đắp mặt bằng cái gì ạ bố mẹ? Bằng bột siêu đá quý, đúng không ạ? Thế thì bố mẹ đã lắng nghe các con gái chia sẻ cho bố mẹ về tác dụng của bột siêu đá quý rồi, đúng không bố mẹ? Bố mẹ ơi, dạ vâng, thế bột siêu đá quý có những cái tác dụng gì ạ bố mẹ? Nhiều tác dụng lắm. Nhiều tác dụng, bố mẹ kể ra con gái một số tác dụng nào mà bố mẹ nhớ nhất là? Một là làm cho mịn da này. Một là làm cho mịn da này. Hai là làm cho những cái mụn hoặc là cái vết xám ở mặt này biến đi này. Bột vết xám ở mặt là biến đi này. Hoặc là cái bột siêu đá quý đấy, còn dầu dùng được rất nhiều một thứ nữa. Ví dụ như là chảy máu chỗ nào có vết xước, hoặc là chảy máu chân răng, là ta lấy một tí ta sát vào là cầm máu luôn và nó sẽ nhanh khỏi. À, có tác dụng cầm máu này đấy, chống nhiễm trùng và đặc biệt lành vết thương, đúng không ạ? Và đặc biệt là mình bị viêm lợi hay chảy máu chân răng nó hỗ trợ rất là tốt, đúng không ạ? Thế thì bố mẹ về nhà bố mẹ đã áp dụng những cái chia sẻ mà các con gái nói với bố mẹ chưa ạ? Làm rồi đúng không ạ? Thế thì ngày hôm nay thì con thấy rằng là có một trường hợp, đó là cháu của mẹ Mai, đúng không ạ? Bây giờ con gái sẽ hỏi mẹ Mai xem thì mẹ Mai chia sẻ với bố mẹ ở trong phòng máy để bố mẹ được nắm bắt, đúng không ạ? Có được không bố mẹ? Dạ vâng, thì mẹ Mai là cháu của mẹ Mai là ngày hôm qua là bị kẹp tay vào cửa và bị chảy máu, đúng không ạ? Và mẹ đã dùng ngay cái bột siêu đá quý để cầm máu cho cháu mình, đúng không ạ? Thế thì sau đây thì con gái sẽ mời mẹ Mai chia sẻ xem là cái quá trình mà mẹ sử dụng cái bột siêu đá quý cho để cầm máu vết thương cháu của mình như thế nào. Có được không nhờ bố mẹ? Dạ vâng, bố mẹ chú ý lắng nghe con gái nhá. Vâng, con trân trọng kính mời mẹ Mai ạ. Chân thưa tất cả các ông các bà các bác, nói đúng ra thì mình đến phòng máy khi mà được sử dụng một cái quà tặng bột bằng bột đá thì tôi thấy là rất là hiệu quả, từ vì là thực tế hôm qua là cháu nhà tôi nó bị kẹp cái cánh cửa vào tay, nó có xây sát và có chảy máu, thế là tôi có dùng cái bột đấy để xoa luôn cho cháu thì nó mới thấm ra cái giấy một tí thôi, nên là đi đắp đấy xong là cho cháu ấy là nó cầm máu luôn, nó không chảy nữa, thế là nó chỉ còn một tí đau thôi, nhưng mà sau đấy thì một lúc thì nó cũng hết cả đau luôn, nên đấy là rất là hiệu quả. Thế mà đến đây được trải nghiệm là các con gái đắp mặt cho như thế thì thấy là rất là tốt, vì kiểu da nó sẽ là căng hơn mà nó sẽ mịn hơn, thấy là rất là hiệu quả, cho nên là mình là dùng cái đá quý này vào những cái cách việc mà như các con chia sẻ thì rất là đúng, là rất là hiệu quả, chứ không như mọi người nói là lừa hoặc là không đúng là cũng không phải. Thế nên là cảm ơn các con đã chăm sóc các mẹ đến phòng máy, thì mọi người cũng nên là tin dùng. Bố mẹ ơi, bố mẹ lắng nghe rõ không ạ? Có phải không ạ? Các con chia sẻ bố mẹ này, cái bột siêu đá quý nó hỗ trợ cầm máu rất là nhanh, đúng không ạ? Hỗ trợ lành vết thương rất là nhanh và đặc biệt nó giảm đau rất là tốt. Có đúng như vậy không ạ? Đấy, trên 13 ngày vừa qua thì con thấy là bản thân các bố mẹ thì cũng rất là thích cái việc mà công ty tri ân cho bố mẹ đắp mặt bằng siêu đá quý, đúng không ạ? Về đơn giản nhưng con thấy là mẹ Phượng con này, ngày hôm nay đắp mặt xong là bố mẹ nhìn vào thấy mặt có sáng hẳn luôn, đúng không ạ? Đúng rồi, nhìn vào thế mà sinh hẳn luôn, đúng không ạ? Bây giờ mọi em là mọi con là nhận xét mẹ là sinh hay không là không biết. Đề nghị anh Kiên là nhận xét là xem một lần đây là xem là có sinh hơn không. Vâng. Thế thì bố mẹ vừa lắng nghe chia sẻ của mẹ Mai luôn, đúng không ạ? Về việc cầm máu cho cháu mình là bị kẹp cánh tay vào cửa là bị chảy máu, và khi mà sau khi mà bơm bột đá vào nó cầm máu và một lúc sau là nó đã giảm đau và cháu không còn khóc nữa. Con đúng không bố mẹ? Thế thì con gái xin một cái phản hồi nữa của bố mẹ, đúng không ạ? Thì là con gái giới thiệu cho bố mẹ là cái sản phẩm này cầm máu và nó hỗ trợ về chữa trị về viêm lợi chảy máu chân răng, sâu răng rất là tốt, đúng không bố mẹ? Vậy thì đã có những bố mẹ đã áp dụng những cái thực tế đấy, những cái lời chia sẻ của các con vào thực tế. Thì sau đây con gái sẽ hỏi mẹ, và mẹ đã chia sẻ với các con rồi,
đó là mẹ sử dụng vào cái việc mà cầm máu ở cái chân răng của mẹ. Đấy thì là con xin hỏi mẹ Phương có được không ạ? Đấy thì mẹ có thể chia sẻ cho con gái là cái tình trạng mà mình bị chảy máu chân răng, bị viêm lợi, viêm niếu của mình như nào, và sau khi được các con tặng bột sữa đá quý và khi mà về nhà mẹ sử dụng vào việc đó như thế nào, và cái hiệu quả mang lại cho cái bệnh chảy máu chân răng của mẹ nó như thế nào. Vâng, bố mẹ chú ý lắng nghe cho con gái nhá. Vâng, con trân trọng kính mời mẹ. Tôi thì đi trải nghiệm trên này, các con gái cũng đã giới thiệu nhiều về cái bột sữa đá quý, nhưng đợt vừa rồi này có chương trình tri ân thì coi như là công ty mới cho một chút bột sữa đá quý. Nghe các con gái nói về cái tác dụng của nó thì tôi thì trước đây là tôi có mấy cái răng mà khi muốn đánh răng là nó cứ chảy máu, cứ nhổ ra cái bọt là nó cứ đỏ lừ. Thế tôi nhớ về cái con gái đã nói về cái tác dụng nó, tôi lấy ngay cái đấy, tôi lấy một chút vào đầu ngón tay, tôi sát vào trực tiếp vào cái chân răng thôi chứ chưa phải là sau đây thì con gái xin được lấy ý kiến của một số bà bố mẹ đã được trải nghiệm, đúng không ạ? Được, được không bà bố mẹ? Được. Dạ vâng, thì con xin được hỏi mẹ Đào một chút là sau khi mà mẹ đắp mặt ở thứ tư này, thứ năm này và đến ngày hôm nay là ngày thứ sáu này, thì mẹ cảm thấy như thế nào khi mà mình được đắp mặt bằng bột siêu đặc quý của tập đoàn Vigen, có được không ạ? Dạ vâng, xin mời mẹ. Được hai hôm được đắp mặt về, mình thấy mặt nó nhẹ nhàng dễ chịu và sờ vào mặt nó cứ mát mịn nên là rất là thích, thoải mái. Nếu đắp mãi thì tốt quá, cảm thấy là mặt mình nó nhẹ nhàng ấy, và nó mát mịn, không là soi trông thấy nó mặt mình nó trắng trẻo hơn và nó mịn màng hơn, rất là thích. Dạ vâng. Vậy thì sau khi mà được đắp mặt bằng bột siêu đá quý này thì mẹ cảm thấy là mặt mình nhẹ nhàng hơn, sáng mịn hơn và sờ vào thì mịn màng hơn, đúng không ạ? Đúng không mẹ? Vâng, vậy thì mẹ cảm thấy là khi được đắp mặt như thế này này thì mẹ có điều gì muốn gửi đến như bà bố mẹ mà đang nghỉ không tới phòng máy, mà hay là những ông bà bố mẹ mà vẫn còn chưa tới phòng máy trải nghiệm không? Và mẹ có điều gì muốn nhắn nhủ tới tất cả mọi người không? Nói chung là cái bột đá quý nó rất là tốt, nên là tất cả mọi người cố gắng đi đều để các con vừa làm đẹp cho mình này, vừa có nhiều cái tác dụng để cho cơ thể mình nó khỏe mạnh, thoải mái hơn này, về ăn ngon ngủ ngon và ra đường cũng cảm thấy là mình cũng hãnh diện, dạo này trông cũng trẻ đẹp hơn, xinh hơn này, trắng trẻo. Ừ, ai cũng khen là sao càng ngày càng trẻ thế. Càng ngày càng trẻ thế, và đó chính là nhờ vào một phần đó chính là đắp mặt bằng bột siêu đá quý, đúng không ạ? Và nóng thảm. Dạ vâng, con gái rất là cảm ơn ông bà bố mẹ đã cho rất là nhiều ý kiến. Vậy thì sau đây thì con xin được hỏi mẹ Tho một chút, đúng không ạ? Ôi, mẹ Tho, hỏi mẹ Tho. Mẹ Tho rất là xinh gái, đúng không ạ? Vâng. Vâng, vậy thì sau đây là con xin được là hỏi mẹ một chút là sau khi mẹ đắp mặt bằng bột siêu đá quý thì mẹ cảm thấy như thế nào, và bản thân mình có gì thay đổi hay không, có được không ạ? Cảm ơn, xin mời mẹ. Lời thứ nhất thì xin được chân thành cảm ơn tới các con gái của phòng máy VGM vì là tự chăm sóc sắc đẹp cho các mẹ. Tiếp theo là qua 3 ngày trải nghiệm được đắp mặt bằng bột siêu đá quý thì bản thân mẹ thấy là cái da mặt của mình nó cũng thông thoáng, và đặc biệt là khi mà rửa mặt xong thì thấy là cái da của mình nó căng hơn và nó sẽ mịn hơn. Chúng ta sờ vào thì chúng ta thấy là có thể là nó nhẵn hơn khi mà chưa được đắp. Thế mà thêm một ý nữa là về cái vết thương ấy, thì khi mà được tặng cái bột đá này thì đắp vào thì nó làm khô cái vết thương đó. Đấy là về gia đình trải nghiệm. Thế và cái về cái nữa là
cũng xin được khuyên tất cả các ông bà bố mẹ nên đến phòng máy để vừa được chăm sóc sức khỏe lại vừa được vui vẻ khi mà cái tuổi của chúng ta mỗi ngày nó lại tăng thêm tuổi thì nó sẽ có những cái bệnh tật, thì đến đây chúng ta được trải nghiệm về phòng máy, về những cái sản phẩm đó là giường và thảm và là ghế, là ghế massage chân và ghế ngoại, có cái tác dụng đối với sức khỏe của chúng ta, và đặc biệt là được trải nghiệm đắp mặt như thế này thì rất là thích, và cũng mong muốn là hàng tuần thì không được nhiều, nhưng mà các con sẽ bớt chút ra những cái sản phẩm đó để chăm sóc thêm cái sắc đẹp cho các ông bà bố mẹ, đặc biệt là các mẹ, để làm sao mà khi ra đường các mẹ thấy tự tin hơn, và sẽ tuyên truyền để làm sao mà có tăng thêm những người đến đây để trải nghiệm, để cho phòng máy của chúng ta sớm được khai trương, để cho dân Sapa nói riêng và phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ nói chung, được chăm sóc sức khỏe thường ngày như thế này, tự tin hơn trong cuộc sống. Cảm ơn các con đã chăm sóc sức khỏe cho bố mẹ. Vâng, ông bà bố mẹ ơi, ông bà bố mẹ có thể cho mẹ con một chào rất là lớn nhất không ạ? Vâng, con gái xin chân thành cảm ơn.